Vâng, chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ quay cho mọi người xem một cái con ghế nó bị lỗi thì nó sẽ như thế nào. Đây, đây là một con ghế mà shop đang xử lý cho một cái anh khách. Đấy, nó đang bị sự cố mọi người nhá. Đây, mọi người nhìn này, một bên tay con lam này. Đấy, đấy. Một bên là nó đã bị gãy lủng liếng rồi. Còn một bên này vẫn bình thường này. Đấy, cái bên này nó bị gãy đi. Thì nó bị như thế nào thì bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem. Đấy, con này thì nói chung là nó tương đối xấu. Đây mọi người nhìn này. Đây này. Đó, da nó dùng dùng nhiều này. Đấy, da nó dùng nhiều, nó bóng và nó có vẻ hơi cứng cứng. Đấy, con này dùng nhiều. Đấy, nhàu lát hết rồi. Nói chung là con này của một anh khách anh mua ở trên mạng, anh gọi là tham giá rẻ đấy mọi người nhé, tham giá rẻ. Nói chung là các cụ bảo rồi, của rẻ là của ôi này. Đó, con này mua về là bị sự cố này. Như thế này là nó hoạt động vẫn hoạt động, nhưng mà cái tay xoa bóp ở bên phải này nó bị gãy rồi. Đây cho mọi người xem này. Đây, nó gãy cái gì đây mọi người nhìn này. Đây nó gãy mất cái bạc ở đây này. Đây mọi người nhìn, đúng ra nó có một cái bạc tròn tròn đây này. Đây. Đấy, cái bạc nhựa tròn tròn đây này. Đấy, bên trong là nó có một cái bạc sắt này. Đấy, để nó kê cái con lăn này, nó kê cái thanh trục của cái con lăn này. Đấy. Đấy, đây này, nó kê vào đây. Nó kê vào đây để nó chống này. Đây cái này. Chính cái này. Đấy, chính là cái này luôn mọi người nhá. Đấy thì bây giờ cái bạc này nó bị vỡ rồi, nó bị vỡ. Vỡ bây giờ nó dẫn tới là nó rơi cả cái bạc sắt ở bên trong thôi. Đấy, nó rơi cái bạc sắt bên trong. Và bây giờ là nó đang bị lủng liếng này. Đấy, đang lủng liếng không sử dụng được. Là cái nhất, cái thứ hai là mọi người thấy là cái con này này nó khá là xấu. Đây này, các cái mạt bụi bẩn các thứ nó vào máy này, nó rơi liềng xiềng đây. Đấy, con này nó thực sự là nó dùng quá nhiều. Dùng quá nhiều nhá mọi người nhá. Đấy. Cái nhất này. À đấy là cái thứ hai. À, cái thứ ba nữa là cái da này nó không phải là da nguyên bản nhá. Cái da này không phải da nguyên bản. Đấy. Đấy, đây này. Đây. Đây quay cho xung quanh cho mọi người xem. Đấy, nhìn nếu mà nhìn máy thì mọi người thấy là nó có vẻ nó vẫn còn rất là mới đấy. Nhìn đằng sau thì có vẻ nó mới đấy. Đấy, nếu mà quảng cáo thì vẫn bảo là cái này lau đi thì quảng cáo vẫn bảo là còn đẹp còn mới đấy, nhưng mà thực tế là nó bị sự cố rồi. Đấy, bị sự cố rồi nhá. Đấy, cái này sự cố này thì nó có thể nhiều nguyên nhân. Một là nguyên nhân do sử dụng. Hai là nguyên nhân là nó khi mà chuyển về thì nó tì đè vào cái gì đó, ví dụ những cái hàng bãi, hàng xấu thì nó sẽ vứt lẫn lộn, nó chồng đống lên các cái máy giặt, tủ lạnh, điều hòa các thứ. Đấy, thì nó chồng đống lên, nó tì vào con lăn này, nó gây ra gãy. Đó. Thì những cái hàng mà nó hàng nó về thập cẩm như thế thì thường nó sẽ bị sự cố. Không sự cố nọ đến sự cố kia thì nó, tức là thường thường nó đã có vấn đề rồi. Đấy, thì những cái mẫu như thế này thì giá nó sẽ khá là rẻ so với mặt bằng chung. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà tự dưng nó rẻ đâu. Nó rẻ thì nó phải có lý do đó. Đấy, khi mà nó bị như thế này rồi này. Đấy, thì hoạt động thì nó không được như nguyên bản của nó nữa. Đấy, thì bây giờ mình phải xử lý cái này thì nó khá là mất công. Mà xử lý xong rồi ấy, thì nếu mà không chính xác ấy, không chuẩn ấy, thì nó sẽ không được như hoạt động, nó không được như nguyên bản nữa. Đó. Cái con này nó muội khá là bẩn này, khá bụi bẩn này. Cái này là các cái chi tiết ở trên ghế nó bị mài mòn rơi đây. Đấy, con này ở bên Nhật này, sử dụng là cực kỳ là nhiều. Đây mọi người thấy này. Đấy, cái bụi bẩn này. Mặc dù nhìn máy nó vẫn là sáng nhá, vẫn là sáng mới, nhưng mà nó là một cái ghế sử dụng tương đối nhiều. Đây cho mọi người xem. Đấy. Đó. Đây. Đấy, nó đang bị sự cố nhá.
Đấy thì đấy nhiều khi các bác cứ bảo là đấy sao chỗ này nó bán rẻ thế, nên rẻ nó có cái lý do của nó đây này. Về không sử dụng được, sau đó là gọi điện người ta không nghe máy này, hoặc là người ta không xử lý cho mọi người này. Đó. Đấy, rẻ có nguyên nhân của rẻ hết. Đấy, còn giá nó cao hơn thì nó cũng có nguyên nhân của cao hết. Cái gì cũng có giá của nó thôi mọi người nhá. Đây này mọi người. Đừng có ham rẻ. Đây. Cái này cũng đang phải xử lý này. Đang phải xử lý nhá. Đấy. Đấy, da cực kỳ là đây này, dùng rất là nhiều luôn. Đấy, mặc dù nó không bị nổ nhưng mà cái mức độ chai cứng của nó này thì dùng quá nhiều. Dùng cực kỳ nhiều. Con này không biết là người ta ở bên Nhật người ta làm dịch vụ hay làm gì ấy, nhưng mà khả năng là ghế này nó ghế bên Nhật nó làm dịch vụ thì mình dùng nó mới nhiều này. Đó. Ghế này là ghế mà A74, đời tương đối cao đấy. Đời cao không phải đời thấp đâu. Đấy, bụi bẩn này. Đấy, các cái mạt. Các cái mạt ở ghế nó ra rất là nhiều. Đây, rất nhiều luôn. Đấy mọi người thấy không? Đó. Đây này, đây nữa này. Đấy. Đây nó cả cái mặt sắt luôn này. Đấy, nó bị sự cố rồi. À, nó gãy lủng lỉnh như thế này. Cái này nếu mà quay từ xa thì nó vẫn cứ hoạt động, nó vẫn sao bóp bình thường, nhưng mà cái cơ nó đã bị gãy rồi. Còn đây là chỉ là một trong những cái lỗi mà ở những cái ghế hàng xấu hoặc là hàng bãi đó thì nó bị thôi, còn nó sẽ có nhiều cái lỗi khác nữa, ví dụ như là các cái lỗi về các cái sự cố về cảm biến, rồi là mên bên trong đó. Shop xử lý cho rất là nhiều người rồi. Đấy, nên là mọi người lưu ý nhá. Đấy, nếu mà nói về đây đằng sau thì con này nhìn nó vẫn rất là mới, vẫn là zin chứ không gì phải là không zin, nhưng mà cái sự cố này nhiều khi các bác không biết đâu. Đó, tất nhiên là hàng tốt thì tốt, nhưng mà nói gì nói thì mình đồ điện tử thì cũng không thể tránh được những số ít là nó vẫn bị cái sự cố. Đấy, nó vẫn bị sự cố. Hàng tốt thì nó vẫn có thể bị chứ không thể là một tuyệt đối 100% không bị được nhé. Đấy, bây giờ mình phải xử lý cái cơ này. Đấy, cái cơ này nếu mà không biết cách xử lý thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ không được như zin nữa. Đó, nên mà các bác dùng sẽ hơi tức một tí, hoặc là nó sẽ có xử lý mà không chuẩn thì nó vẫn bị dơ chẳng hạn. Đấy, mà những cái này mọi người xử lý thì cái chi phí nó sẽ cao. Chi phí nó sẽ cao thì thậm chí là mọi người có mua rẻ thì tự dưng con ghế lại thành đắt lên. Và các cụ ở một tiền gà ba tiền thóc ấy. Mua rẻ xong rồi về nó bị sự cố rồi lỗi lên lỗi xuống ấy. Đấy, thì tự dưng là cái tiền mình bỏ ra nhiều hơn mà mình lại mất thời gian, đúng không ạ? Mình lại mất thời gian chờ đợi. Đấy, mất thời gian gọi là suy nghĩ về nó. Đấy. Đấy, còn mình mua này thì nói chung là còn mình mua hàng tốt thì mình nó mới hoặc nó dùng ít thì mình thời gian đầu mình không phải nghĩ gì, cái năm 10 năm đầu mình không phải nghĩ nhá. Còn những hàng nó kiểu sử dụng theo kiểu dịch vụ như thế này thì nó quá nhiều rồi. Đấy, bây giờ lát nữa sẽ kiểm tra tiếp ở cái phần mên và các cái trục, các vị trí ở bên dưới nữa. Và vị trí bơm biết các thứ này. Dây Cura thì vẫn là dây zin. Đấy, vẫn dây zin nhưng mà dùng nhiều quá. Đây là các cái đồ của nó tháo ra nhé. Đấy, đây là nếu mà mọi người đi mua nói chung là nếu mà mua hàng mới thì không phải bàn nữa, nhưng mà hàng mới thì giá nó cao quá, nó đắt. Còn mình mua cái hàng đã qua sử dụng này thì để cho tiết kiệm chi phí, nhưng mà mình đừng có ham rẻ quá mọi người nhé. Đừng có ham rẻ. Đấy, các cụ bảo của rẻ là của ôi. Nên là
mình cứ hàng đẹp, hàng hàng tốt mà mua đấy, dùng cho nó yên tâm. Đấy thì nếu mà mọi người muốn rẻ thì shop có thể mua những cái loại này về sửa trong bán rẻ cho mọi người được ngay này. Đấy, nhưng mà để đảm bảo cái dịch vụ và cái uy tín, cái chất lượng sản phẩm thì shop sẽ không lấy những cái hàng như thế này nhá mọi người nhá. Còn tất nhiên thì trong cái số mình nhập thì 100 con thì cũng không thể tránh được 1-2 con nó bị sự cố nhẹ, thì cái đấy không vấn đề. Nhưng mà sẽ có một số đơn vị người ta 10 con thì sẽ là 8 con là ghế lỗi đấy, về sửa xong là bán cho mọi người, hoặc là cứ kệ như này bán này, bán rẻ thôi đấy, về mọi người mua về xong là mới kiểu giật mình vỡ mộng đấy. Đấy thì đắt hay rẻ nhiều khi mọi người chưa biết được nó như thế nào. Cái người ta lấy hàng tốt về thì đương nhiên giá nó sẽ cao hơn đấy, thì mọi người chê là đắt. Còn một số chỗ nó lấy cái hàng lỗi, hàng lỏng khỏng về bán cho mọi người bán giá rẻ thì mọi người bảo là khen nó bán rẻ, khen bán rẻ xong rồi nếu người về dùng thời gian mới phát hiện ra những cái lỗi của nó, xong rồi lúc đấy mới chửi mắng người ta. Xong nói chung là trước khi trách người ta thì mình phải trách bản thân mình trước đấy, tại sao mình cứ đi ham cái đồ rẻ, ham cái gì đó. Ham đồ rẻ xong là rước lợ vào thân thì nó thì trước khi trách cái người mà người ta làm ăn thủ giật thì trách cái bản thân mình trước đó. Nên là cũng phải chia sẻ thẳng với các bác luôn đó. Còn bên shop cũng khẳng định mọi người luôn rồi, shop bán thì bán hàng tốt chứ không bán cái hàng rẻ đấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh đấy. Các bác nào mà muốn sở hữu cho mình những cái sản phẩm ghế massage mà hàng tốt chuẩn chỉ, chưa qua sửa chữa, nguyên bản 100% đấy, không có những sự cố như thế này, thì liên hệ tới shop qua số điện thoại 0964 480 666, hoặc là truy cập website ghenhatchansơn.com để lựa chọn cho mình một cái mẫu ghế nó phù hợp, và nó phù hợp với tài chính của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.